Việc phân công thêm nhiệm vụ này được thực hiện sau gần 2 tuần Thứ trưởng Lê Hải Anh qua đời do rơi từ tầng 8 xuống đất. Những lĩnh vực mà cố Thứ trưởng Lê Hải Anh phụ trách trước đó được giao cho các điều khiển khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, Bộ trưởng Phùng Xuân điều khiển, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và Bộ trưởng được lao lý trong Luật Tổ chức Chính phủ, quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm lao lý khác có liên quan. Nay ông phụ trách thêm về các lĩnh vực báo chí, truyền thông giáo dục, phụ trách đơn vị báo giáo dục thời đại. Ông là chủ tài khoản số 1 của Bộ. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách thêm các lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác đảng và đoàn thanh niên, công tác công đoàn cơ quan bộ, dân quân tự vệ của cơ quan bộ. Đồng thời phụ trách vụ giáo dục đại học, vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, văn phòng đảng đoàn thể, trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực, ban quản lý các dự án Bộ Giáo dục Đào tạo, các đề án, dự án, chương trình như dự án đào tạo kỹ sư chất lượng cao và dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ hiện đang phụ trách lĩnh vực giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, giáo dục Soàn Xỉnh Xuyên, phụ trách đơn vị vụ giáo dục tiểu học, vụ giáo dục trung học, vụ giáo dục Soàn Xỉnh Xuyên. Nay ông được phân công phụ trách thêm các lĩnh vực đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan bộ, phụ trách văn phòng, nhập cục ban điều khiển thực hiện đề án cục bộ đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở tàng ác liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 đến 2020 ban điều khiển 896, là chủ tài khoản số 2 của bộ. Trước đó, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, bè bạn Lê Hải Anh, sinh năm 1971, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, do tai họa đã từ trần vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 17 tháng 10 năm 2019, tức ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi. Thứ trưởng Lê Hải Anh sinh năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quán thôn Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là kỹ sư địa vật lý Đại học thăm dò địa chất Moscow, Cộng hòa Liên bang Nga, thạc sĩ dầu khí, Đại học Brunei, Vương quốc Brunei, tiến sĩ dầu khí, Đại học Heracles, Vương quốc Anh. Ông chính thức nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ tháng 11 năm 2018. Tháng 2 năm 2019, ông Lê Hải Anh giữ chức Bí thư Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo.